sử dụng sữa alpha lipid không thấy hiệu quả là vì đâu? Đa số khách hàng khi sử dụng sữa alpha lipid đều thấy hiệu quả, nhưng một số khách hàng dù sử dụng một thời gian dài vẫn không thấy chuyển biến nhiều về sức khỏe. Vậy nguyên nhân do đâu? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, sử dụng sữa alpha lipid sai cách. Nhiều khách hàng đinh ninh rằng uống sữa alpha lipid cũng giống như uống các loại sữa thông thường khác, nên không cần xem hay tư vấn về cách sử dụng sữa alpha lipid. Rồi sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng vẫn chưa thấy sức khỏe được cải thiện. Lúc đó khách hàng lại cho rằng sản phẩm alpha lipid không có hiệu quả như mọi người vẫn nói. Một phần nguyên nhân của việc sử dụng sai cách là do khách hàng biết tới sữa alpha lipid qua người quen rồi chủ động mua về dùng. Và nhân viên bán hàng sữa cũng không tư vấn cho khách hàng một cách chu đáo, nên việc uống sữa sai cách cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, gây lãng phí về thời gian, tiền bạc và công sức. Nếu bạn mua sữa alpha lipid cho người thân sử dụng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, hãy lưu ý hướng dẫn họ cách sử dụng chính xác để họ thấy được công dụng thực sự của sữa alpha lipid nhập khẩu New Zealand. Nguyên nhân thứ hai, mua nhầm sữa alpha lipid giả. Dù biết rằng đồng tiền ai làm ra cũng rất quý giá, nên khách hàng khi mua một sản phẩm bất kỳ cũng đều cân đo đong đếm về mức giá, hy vọng tìm được nơi bán sữa với mức giá tốt nhất. Đánh vào tâm lý ham đồ rẻ nên thị trường Việt Nam luôn tràn ngập hàng giả, hàng nhái. Sữa alpha lipid cũng không tránh khỏi tình trạng trên. Do vậy, nếu bạn là người mua sữa, hãy có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu kỹ để mua được sản phẩm sữa alpha lipid chính hãng. Bỏ ra mức giá gần 1 triệu đồng để mua một lon sữa giả, không hề có công dụng là một sự lãng phí rất lớn. Nguyên nhân thứ 3, sử dụng chưa đủ thời gian để cảm nhận hiệu quả. Tăng cường, cải thiện sức khỏe không đơn thuần là mục đích đến, mà còn là cả một quá trình. Hãy kiên trì sử dụng sản phẩm qua một thời gian để thấy rõ hiệu quả. Tùy vào cơ địa của mỗi người mà thời gian tác dụng của sữa nhanh hay chậm. Đối với một số thể trạng, một số căn bệnh thì khách hàng sẽ cảm thấy công dụng của sữa alpha lipid rất nhanh, chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần. Các dấu hiệu nhận thấy như đỡ nhức mỏi, ăn ngon, ngủ ngon, vân vân. Đối với các căn bệnh nặng, đặc biệt là bệnh về xương khớp, tiểu đường, sẽ cần một khoảng thời gian từ 2 đến 4 tháng để khách hàng thấy sự khác biệt về sức khỏe. Rất nhiều khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 4 tháng đã đến bệnh viện xét nghiệm và nhận thấy được nhiều kết quả rất tích cực. Nguyên nhân thứ tư, người sử dụng ngưng uống sữa giữa chừng vì lý do tài chính. Nhiều khách hàng đặc biệt là ở nông thôn, có mức thu nhập thấp đến vừa phải. Khi biết về mức giá bán sản phẩm sữa alpha lipid sẽ cảm thấy giá cao, sót tiền. Do vậy, nếu bạn mua sữa cho cha mẹ mình uống, hãy chuẩn bị tâm lý trước để tránh việc cha mẹ vì thấy mức giá cao, thương con mà bỏ uống sữa giữa chừng. Hoặc sử dụng những cách hiệu quả dưới đây để ngăn việc bỏ uống sữa giữa chừng. Cách 1. Không nói về mức giá bán sữa cho người thân, hay nói về công dụng của sản phẩm và để người thân trải nghiệm thử một thời gian. Khi sử dụng rồi, họ sẽ cảm thấy sản phẩm alpha lipid rất đáng đồng tiền bát gạo. Cách thứ 2. Gửi cho họ số lượng đủ uống trong 2 đến 4 tháng. Thường nhiều người sử dụng sản phẩm trong 1 tháng vẫn chưa cảm thấy hiệu quả rõ rệt, nên rất dễ dẫn tới việc ngưng uống. Và rất nhiều lý do khác, nên nếu có điều kiện, hãy mua và gửi về số lượng sữa đủ uống trong thời gian 2 đến 4 tháng để đảm bảo việc dùng sữa không bị gián đoạn. Cách 3. Cùng sử dụng sữa với người thân mỗi ngày. Khi bạn nói với con cái, cha mẹ, bạn bè, anh chị em của mình rằng đây là một sản phẩm vô cùng tốt, nhưng bạn vẫn chưa từng sử dụng, thì mức độ tin tưởng của họ và ngay cả bản thân bạn cũng chỉ ở chừng mực nhất định. Nếu có thể, hãy cùng sử dụng sữa alpha lipid với các thành viên trong gia đình để khích lệ họ cùng sử dụng thường xuyên mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, khi đã lựa chọn được một sản phẩm tốt, chính hãng, để sản phẩm mang lại giá trị sức khỏe cao nhất, quý vị hãy nhớ sử dụng sản phẩm đúng, đủ và đều theo hướng dẫn. Và đừng quên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và xây dựng thói quen sống khoa học. Để được tư vấn miễn phí và đặt hàng chính hãng, quý vị hãy liên hệ số hotline 038 242 6583
và đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi các video mới nhất. Chúc quý vị có sức khỏe thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại!